Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu với nhau một cái lệnh cũng rất là quan trọng trong Corel, đó là cái kỹ thuật power clip, hay là giấu một cái đối tượng vào trong một đối tượng khác ở trong Corel. Thế thì để mà thực hiện được cái việc này thì chúng ta còn phải có ít nhất hai đối tượng, một đối tượng là vật chứa và một đối tượng để nhét vào chứa trong đó. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi có một hình ellipse như thế này chẳng hạn, tôi có một hình ngôi sao, bây giờ tôi muốn nhét cái ngôi sao này nằm vào bên trong của cái hình ellipse thì tôi phải chọn cái đối tượng ngôi sao. Sau đó thì cách đơn giản nhất là chúng ta chuột phải vào đây và chúng ta chọn một cái lệnh được gọi là lệnh power clip inside. Sau khi chúng ta nhấp lệnh thì nó sẽ hiện ra một cái ngôi một cái mũi tên đen rất là to như thế này, bằng cách là chỉ vào một đối tượng nào đó mà chúng ta muốn dán nó làm thành vật chứa thì chúng ta kích chuột vào đây thì cái đối tượng mà được chọn nó sẽ trở thành cái vật chứa và nó chứa cái vật kiều về trong. Ở đây thì chúng ta sẽ không có cái gì bị mất đi cả, nó chỉ bị giấu do cái phạm vi thể hiện của cái hình tròn này nó ít hơn so với lại cái ngôi sao. Các bạn có thể là dịch chuyển, có thể chỉnh sửa. Đó. Chúng ta có thể làm theo lệnh cũng được, bằng cách là đây. Nếu mà chính tắc thì chúng ta sẽ vào trong menu object. Trong menu object thì các bạn tìm tới vào clip, nó sẽ cung cấp một loạt các lệnh ở đây cho các bạn để các bạn tìm. Hoặc các bạn chuột phải vào và các bạn chọn các lệnh nằm ở trong menu ngữ cảnh. Hoặc ở các phiên bản gần đây thì nó cung cấp cho chúng ta một cái lối là nằm ngay dưới cái đối tượng power clip như này. Chúng ta có một số lệnh, đó là edit power clip, select power clip content, extract content và lệnh khóa. Trong này nếu chúng ta sổ ra thì còn có một số tùy chọn là center of content, fit content, đấy, fit frame và stretch content to fit frame. Đấy là một số các cái lệnh hiệu chỉnh mà chúng ta có thể sử dụng được ở trong cái trường hợp là power clip như thế này. Ví dụ như là edit power clip, bấm vào đây thì nó sẽ tạm thời nó giấu hết tất cả các đối tượng khác đi và nó sẽ chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng cái vật chứa theo một cái cách là đường viền như thế này và cái vật bị chứa bên trong. Tôi có thể chọn cái vật bị chứa bên trong này để tôi di dịch, tôi cho nó hiện ra nhiều hay ít ở một cái vị trí nào đó. Sau khi làm xong thì chỉ biểu tượng này chỉ còn có một cái nút bấm duy nhất, đó là stop editing content. Bấm vào đây thì nó sẽ xác nhận lại cái vị trí mới của cái đối tượng được chứa bên trong và nó sẽ có hình như thế này luôn. Trường hợp thứ hai là chúng ta chọn cái select power clip content thì cho phép là chọn luôn cái này, nhưng mà nó vẫn hiển thị cả cái vật chứa lẫn cái đối tượng được chứa bên trong và chúng ta cũng có thể là di dịch đó. Nó khác nhau ở cái chỗ là cái lúc vừa nãy là tất cả các đối tượng khác. Đây, ví dụ tôi làm thêm một vài cái hình khác vào đây nhé. Ví dụ này, đây bây giờ tôi chọn này, edit power clip này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là tất cả mọi thứ khác tạm thời bị mờ đi, cả cái vật chứa thì cũng sẽ bị mất hết các thuộc tính, chỉ còn lại một cái viền xanh xanh để cho phân biệt được chu vi nó nằm ở đâu. Đấy, chỉnh xong nó vào đây thì tất cả lại trở lại bình thường. Lệnh thứ hai, select power clip content, bấm vào đây thì chúng ta sẽ vẫn thấy tất cả mọi thứ hiện lên như bình thường, tuy nhiên nó được chọn riêng cái đối tượng được chứa bên trong. Cái này các bạn trông cái biểu tượng của nó hơi giống như là chúng ta chọn một đối tượng mà vẫn giữ group ấy, đúng không? Cái điểm điều khiển của nó không phải hình vuông nữa mà nó chuyển sang hình tròn rồi. Đấy, chọn được riêng cái này ở trong cái power clip, tôi có thể di dịch nó tới vị trí mới. Nhà cho chúng ta bấm ra ngoài là xong. Như thế là chúng ta đã có được cái hiệu chỉnh. Cái cách thứ ba hay là cái tùy chọn thứ ba là extract. Extract là nó sẽ tháo gỡ cái đối tượng của chúng ta ra khỏi cái vật chứa và trả lại nguyên trạng. Tuy nhiên bây giờ chúng ta thấy có một cái điểm hơi khác là cái đối tượng mà được chứa thì bây giờ nó có thêm một cái dấu vạch chéo
Cái này thì ở các phiên bản cũ thì nó không có, các phiên bản thấp thì nó không có cái này, tháo ra là tháo ra thế thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta lại thấy nó có thêm cái vạch chéo để làm gì, để nó đánh dấu rằng cái đấy vốn là cái vật chứa đấy. Nếu mà tháo ra để chỉnh sửa hoặc làm cái gì đó, bây giờ muốn giấu nó lại thì chọn đúng cái đấy. Tại vì nếu mà không có thêm cái vạch chéo này thì cái vật vốn chứa đấy nó sẽ không khác gì bất cứ một hình elip nào có hình dáng có kích thước tương tự cả. Tất nhiên là bây giờ tôi không muốn có cái vạch này nữa thì có làm được không? Thì chúng ta chuột phải vào đây và chúng ta chọn cái lệnh là frame tiếp này, và các bạn chỉ việc là chọn cho tôi cái chế độ là năm thì thôi, nó sẽ bỏ hủy cái vạch này đi, nó giảm về cái vai trò gốc của cái đối tượng là giống như các cái đối tượng đồ họa thông thường khác. Ở đây thì các bạn lưu ý là nó có một cái tùy chọn mà do Corel nó đánh dấu như này, các bạn nhấn cộng đồng G giúp tôi. Thì trong học thoại này chúng ta có một cái phần mà nó thiết lập cho bao clip. Đây phần power clip frame, các bạn tìm tới một cái tùy chọn này là auto center new content. Lệnh này nó đặt mặc định là cái đối tượng mà được giấu vào trong đối tượng khác ấy thì nó sẽ tự động nhảy vào tâm của cái vật chứa. Nhưng mà các bạn cũng có một số tùy chọn khác, always hoặc là never. Đấy, nếu mà never thì nó sẽ không tự động nhảy vào cái tâm nữa. Và ví dụ tôi chọn này, tôi chuột phải vào đây và tôi chọn Power Click Inside này, chọn vào đây, các bạn thấy cái ngôi sao chúng ta mất đi. Thực ra là nó bị giấu ở trong rồi, nhưng vì vị trí của nó lại nằm bên ngoài cái đối tượng mà chọn là vật chứa ấy, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được nó nữa. Muốn xử lý thì chúng ta sẽ phải chọn cái lệnh này đó. Đây ví dụ cái lệnh này. Đấy thì lúc này chúng ta sẽ thấy và chúng ta kéo nó vào. Đấy cái lệnh auto center đó để nó tránh cái trường hợp là một cái đối tượng mà nó nằm lệch ra ngoài, mặc dù được bao clip mà chúng ta lại không thể nhìn thấy nó. Các bạn có thể tùy chỉnh cái này. Tuy nhiên là không phải lúc nào tôi cũng muốn cái đó. Tại vì là đôi khi tôi muốn sử dụng lệnh bao clip để tôi cắt đi một cái nền nào đó. Đó. Ví dụ tôi nhập một ảnh vào đây chẳng hạn, như là chúng ta muốn lấy cái lá cờ nhé. Đây tôi import một cái ảnh vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy là cái lá cờ ở trong bức ảnh. Bây giờ tôi muốn lấy hình lá cờ này và tôi không muốn có cái nền trời nữa để tôi có thể đặt nó lên vào bất cứ đâu. Thế thì cái thao tác của tôi sẽ phải sử dụng cái công cụ pen hoặc bất kỳ một công cụ nào đó, đúng không? Tôi vẽ cái một cái đường dẫn, một cái đường path bao xung quanh cái tờ này chẳng hạn. Đây. Sau khi mà tôi có cái đường này rồi chẳng hạn, bây giờ tôi chọn cái cờ này, tôi chọn cái ảnh này, đó. Sau đó thì bây giờ trước tiên là tôi khôi phục lại cái lệnh đấy nha, Ctrl G này, Power Clip này, đánh dấu. Đây, chọn này, chuột phải này, Power Clip Inside này, tôi chỉ vào cái này. Đấy. Thì không phải lúc nào nó cũng sẽ được, có những lúc là nó sẽ bị
check đi, tại vì nó tự động tính là tâm của cái nọ với tâm của cái kia. Đấy, tâm của hình mới sẽ trùng với tâm của cái hình kia. Đấy thì có thể nếu mà lúc cần thiết mà chúng ta vào clip mà nó bị lệch đi ra khỏi cái vị trí mà chúng ta cần đấy, thì các bạn hủy cái lệnh nó đi. Đấy, vẽ đến đâu, bao đến đâu thì nó sẽ co kéo, nó giấu đúng vào như thế. Thế và đến đây thì chúng ta sẽ lại nói thêm một cái phần nữa là power clip thì nó yêu cầu những cái gì, có thể bao nhiêu cái power clip vào với nhau. Ví dụ đây là một power clip rồi đúng không, đây chúng ta xem tiếp, tạo ra một cái power clip đây nữa đúng không, hai cái power clip. Bây giờ tôi đã có một power clip rồi, tôi có thể nhét thêm một cái thực vật khác vào trong power clip này được không? Vẫn chui vào đó, mà nó chui vào theo cái thứ tự là cái thằng nào vào sau thì nằm trên đấy. Thêm một power clip có thể power clip vào trong một cái khác không? Ví dụ đây là power clip rồi đúng không, chuột phải này, power clip inside cho phép là, thì nó vẫn có thể là power clip nhiều tầng vào với nhau đấy. Thế còn lệnh gỡ ra đấy, lệnh gỡ ra thì chúng ta sẽ phải chuột phải vào đây và chúng ta lại extract thôi, extract content, hoặc là đây bấm vào đây extract thì nó tháo rỡ ra. Và cái này thì nó không nó sẽ không tính toán là bao nhiêu lần bao clip vào trong, mà đơn giản là nó chứa bao nhiêu đối tượng thì nó thả một cái là thả hết ra đấy. Thằng này thì riêng, thằng này bản thân nó là được coi là một đối tượng nhưng nó lại là một power clip, thì lúc này chúng ta tháo dỡ thì chúng ta lại phải dùng một cái lệnh khác, tại vì cái này nó không liên quan tới cái lệnh vừa rồi. Đấy. Thì như vậy là chúng ta sẽ tháo dỡ được cái đối tượng ra khỏi cái vật chứa của nó. Thế và còn một cái yêu cầu nữa là có phải bất cứ cái gì cũng có thể là tạo thành power clip hay không? Thì yêu cầu rất là đơn giản, một hình khép kín, một hình hở thì không khép kín, không có không gian thì nó không được phép chứa những cái đó. Tại sao lại nói như thế? Thì bây giờ chúng ta lại nói về một cái công cụ này đi. Đây, chúng ta có một cái công cụ nó gọi là công cụ Graph Paper. Công cụ này là một cái công cụ giúp chúng ta vẽ một số các cái, một cái tổ hợp của các hình chữ nhật xếp sắp liền vào với nhau như thế này. Đấy. Trước khi vẽ thì các bạn cần phải thiết lập cái số lượng hàng bao nhiêu, cột bao nhiêu đã. Sau đó thì các bạn vẽ. Bởi vì nếu mà vẽ xong rồi thì các bạn có vẫn chọn mà các bạn tăng số lượng này thì cũng không liên quan đến cái hình cũ nữa. Đấy. Bây giờ tôi vẽ một hình khác. Ví dụ như là cái này 22 đi. Đấy, phải thiết lập trước. Sau đó thì tôi mới làm sao đây? Vẽ ra. Thì số lượng của cái này là do chúng ta thiết lập trước đó. Bây giờ tại sao tôi lại nói tới cái này? Vì trong Corel nó có hai cái công cụ thoáng trông thì rất giống nhau. Đấy là công cụ Graph Paper này, nằm ở trong nhóm của mấy công cụ cơ bản này, cộng với một công cụ nữa nằm giấu bên dưới công cụ Text. Nó là công cụ Table, vẽ ra các cái bảng. Và khi tôi chọn cái này thì các bạn thấy là nó vẽ ra những thứ trông tương đối giống nhau. Nhưng mà đấy là về mặt hình thức thôi. Còn hai cái này là hai thứ khác nhau hoàn toàn. Cái Graph Paper là tổ hợp của những hình chữ nhật. Khi tôi chọn thế này thì các bạn nhìn thấy có cái biểu tượng là Ungroup và Ungroup All, cho phép chúng ta tháo dỡ ra. Và sau khi tháo dỡ thì các cái này nó trở thành những cái hình chữ nhật độc lập với nhau. Còn cái table này thì nó lại đóng một vai trò khác, nó hoạt động giống như là một cái bảng Excel. Tôi có thể sử dụng. Đấy là lý do tại sao mà các bạn nhìn thấy là cái công cụ text nó lại nằm cùng nhóm với cái này. Chọn text, kích vào một cell bất kỳ, lúc này các bạn có quyền là gì đấy ạ? Nhập văn bản vào đây như là nhập vào trong một cell. Các bạn có quyền là đặt trỏ chuột vào vị trí cần thiết.
có quyền là gì đấy ạ? Di dịch co kéo để làm cho các cái cell này nó to ra hay nhỏ ra, giống như các hàng nó cột ở trong trong Excel đó. Có thể gám bo được dày mỏng bao nhiêu, màu gì, có thể tô background màu gì, vân vân. Thế nhưng mà cái này thoáng trông thì rất là giống với lại cái graph paper, nhưng nếu mà chúng ta tháo dỡ nó ra thì sao? Tháo dỡ cái này thì các bạn nhìn thấy ở đây không có lệnh group ungroup giống như là cái kia, không tìm thấy, và chúng ta lại phải lọ mọ lại tìm vào cái lệnh Ctrl K mà chúng ta vẫn nói break. Break xong lúc đó chúng ta mới ungroup và chúng ta được cái gì? Cái cấu thành nhỏ nhất khi chúng ta tháo ra là các đường, mà các đường thì nó lại không có cái diện tích, không có diện tích, cho nên là chúng ta sẽ không giấu được cái gì vào đây cả. Bây giờ các bạn quan sát thử tại sao tôi lại đề cập tới đó. Đây, tôi sử dụng graph paper, tôi vẽ đường vào đây. Ok, tôi chọn cái ảnh đó, sau đó thì tôi mới chuột phải vào đây, tôi chọn Power Click Inside và tôi chỉ vào cái lúc này. Ok, vào rồi, đúng không? Điều chỉnh, thích điều chỉnh như đây, điều chỉnh nằm vào vị trí. Xong. Bây giờ tôi ungroup ra nhé. Chúng ta có cái gì? Nó giống như là một trò chơi ghép hình. Khi tôi tách cái nhóm này ra thì mỗi một phần ảnh nằm ở gì? Nằm ở vị trí nào khi mà được bao clip thì nó sẽ tách ra thành một mảnh có vị trí, có hình dáng giống như thế. Và bây giờ giống như là chúng ta đã xẻ là bốn cái bức ảnh này, bản chất thì không phải như thế. Thực ra là nó sau khi mà ungroup thì nó được nhân bản lên thành bốn cái ảnh khác nhau, và mỗi một ảnh thì nằm đúng vị trí vốn thấy khi mà chúng ta vào clip. Đây, nếu mà chúng ta extract ra thì các bạn sẽ thấy có đầy đủ bốn cái tờ nguyên vẹn, bốn cái bức ảnh nguyên vẹn thế này. Thì đây là cái cách để mà chúng ta có thể là sử dụng tạo ra những cái kiểu như cắt ảnh ấy thành ra những cái miếng khác nhau bằng cách là tạo ra một group các hình bằng nhau hay khác nhau, hay là đồng hình dạng hay khác hình dạng cũng được, nhưng phải thành một group. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái ảnh hay một đối tượng của nó, chúng ta vào clip vào và chúng ta ăn group ra thì chúng ta sẽ có được những cái mảnh nhỏ của nó như thế. Nhưng mà với cái lệnh này thì chúng ta lại không thể nào làm được với cái thằng table này, mặc dù trông thì rất giống nhau đó, trông thì cực kỳ giống nhau, nhưng mà tôi lại không thể sử dụng cái thằng này để tôi làm cái lệnh power clip vào đây được. Đấy, khi mà một đối tượng không hợp lệ nó không cho phép làm. Đấy còn lý do tại sao thì tôi vừa mới nói, chúng ta sẽ không thể nào nhét được một cái đối tượng vào trong một cái đối tượng mà nó không có diện tích. Đấy, cái cơ cấu gốc, cái đối tượng gốc của nó để tạo nên cái đối tượng đó là các cái đường, mà đường thì không có diện tích, cho nên là chúng ta không thể đưa cái đối tượng vào trong cái một cái tổ hợp mà không có chứa diện tích như thế được. Đấy, thế mà đến đây thì chúng ta quay vòng trở lại với cái bài này, tất cả mọi thứ các bạn đều có thể làm được. Chúng ta bổ sung thêm hai thứ là gì? Take wrap để chúng ta đẩy cái văn bản này ra. Đó, đẩy văn bản ra. Đây, ví dụ demo luôn nhá, xem là chúng ta làm thế nào. Một hình này, ví dụ
thích thì để màu xám xám này, bỏ đường viền thế này. Copy văn bản này. Đặt chuột vào. Dám. Ở đây thì là cái bài này là họ làm theo cái cách là enter đổi cái chữ xuống dòng, nhưng mà thực ra thì nếu mà làm đúng và làm cho nó đúng quy chuẩn thì chúng ta hoàn toàn có thể để như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái chữ cổng làng trên nhé. Ok, chuyện cái đã xong. Bây giờ đến cổng làng. Ok, xong. Bây giờ chúng ta format giải quyết thêm một số thứ như sau. Đây, chuyện cái này. Bôn lên cái gì đấy thì làm này. Cổng làng này. Ví dụ thế. Bây giờ chúng ta thiết lập tiếp một vài vấn đề. Chữ mà muốn cho nó đẩy ra thì các bạn có thể là giải quyết luôn bằng cách là muốn đẩy, muốn đuổi thế nào thì các bạn vẽ lại cho tôi một cái hình ra như thế này. Ok, dùng cái hình này đuổi cổ cái chữ ra, không cho nó nằm ở đây nữa. Ví dụ để lại trên dưới này chẳng hạn. Sau khi làm xong thì chuột phải vào đây, giấu cho tôi cái đây wrap đi đó. Thế còn chữ thì bây giờ chúng ta nhìn ở trong cái bài mẫu thì nó sẽ có một cái bóng ở dưới này, một cái chữ mà lại có hai màu ở trong. Thì bây giờ tạm thời tôi lấy luôn cái này làm cái bóng đi. Kéo dê đi một tí, chuột phải, vậy là tôi có được chữ thứ hai. Chữ này có đường viền màu trắng. Đó, độ dày bao nhiêu? Chúng ta thiết lập thêm. Đó. Thế còn cái chữ mà nó lại còn có hai màu thì chúng ta có, thực ra là như vừa nãy trao đổi thì chúng ta có ba cách. Đó. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng một cái hình chúng ta vẽ vào đây. Sau khi vẽ xong, chúng ta quay trở lại với công cụ Smart Fill, tô vào cái khu vực mà chúng ta thấy là nó trống. Đó. Đó. Lấy một màu nào đó. Thì cứ giao nhau khép kín ở đâu thì được phép tô vào đấy, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta bỏ cái vật làm khuôn đi. Đến đây thì chúng ta có được một cái hình đại loại như thế này. Đây là một cách. Đó. Cách thứ hai thì chúng ta sử dụng cái cách gọi là tô chuyển. Nhưng mà tô chuyển thì nó lại có một cái điểm mà nó hơi lằng nhằng. Tại vì là muốn thế thì nó phải tô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nó tương đối đều. Cho nên muốn thiết lập được một cái phép tô như thế thì hơi bị mất thì giờ đấy. Cho nên chúng ta sẽ không dùng cái này mà chúng ta dùng cái vừa mới nói đi.
nó sẽ nhanh hơn rất nhiều là cái power clip. Thay vì sử dụng cái hình chữ nhật để làm cái khuôn để sau đó lại tô vẽ các thứ, thì chúng ta làm quách một cái hình như thế này là xong. Tô cho nó màu bất kỳ các bạn muốn, sau đó thì sử dụng chuột phải, bấm vào đây, vào clip inside, chỉ vào chính cái chữ đấy, vậy thì nó sẽ chui vào, nó chằm nằm ở trong đấy. Thì cách này thì nó nhanh hơn rất là nhiều, nó đỡ thao tác nhất đấy. Mặc dù những cách kia cũng có thể làm, nhưng có cách nhanh, có cách chậm đấy. Thế thì trong cái bài mà liên quan đến text thì như vậy, sau khi mà giới thiệu thêm các lệnh vào clip, lệnh text wrap vân vân, thì bây giờ cái bài này các bạn đã đủ đầy đủ cái kỹ thuật để các bạn làm hoàn chỉnh được những cái phần bài tập ở trong này rồi. Bây giờ thì các bạn thực hành thôi.